Chào các bạn nha. Nay nãy mình quay cái anh thợ cưa cây nữa các bạn. Anh lên cây dừa, anh hạ cây dừa cao khủng luôn các bạn ơi. Ngay ở trước cửa nhà của anh ta nè. Ở đây đây là anh Hảo nha các bạn. Đây đây đây, khỏi mở kìa. Đó là hai anh thợ đó các bạn. Đó, anh mang dây lên trên cho anh luôn các bạn ơi. Anh em nào có muốn kêu anh thợ cưa cây đó các bạn hãy xuống đường mô tả của mình đó. Mình có để số điện thoại của anh thợ cưa cây với đường mô tả nha. Cây dừa này rất là cao khủng luôn các bạn. Đó, các bạn thấy cây dừa khá là cao luôn nha. Để coi cây ảnh lên cho anh xử lý như sao với cái đoạn dừa này nha các bạn. Đó, anh sang qua mấy bên kia. Cây dừa này khá cao luôn mà trái nó cũng còn rất là nhiều rồi các bạn. Mình thấy trái rất nhiều rồi. Đó, anh lên gần tới đọt rồi các bạn ơi. Để coi cây ảnh xử lý như thế nào nha. Để coi cây ảnh cắt lá hay là cắt ngọn liền đây các bạn ơi. Đó, anh đang cắt lá xuống đó các bạn. Đi kìa. Một bài dừa đã anh cắt rơi xuống rồi. Đó anh ta lên xích lên trên chút nữa các bạn ơi. Để coi anh ta xử lý nữa, anh ta lấy máy nữa để coi anh ta cắt lá nữa nha. Đó. Cao này kinh khủng lắm nha các bạn. Nó anh đang di chuyển xích lên các bạn ơi. Chắc anh ta cắt hết cái ba cái lá đó luôn đó các bạn. Còn ở trên đó một quầy dừa với ba lá kìa. Đó. Quá trời lá với tàu dừa nó rớt xuống luôn các bạn ơi. Đó, còn ở cái ngọn với anh ta cắt ngang cái ngọn luôn đó gì đó các bạn. Nó ý. Chi chà. Đó, còn thấy cái củ hủ dừa không à các bạn ơi. Để anh coi anh xử lý củ hủ dừa này như thế nào nha. À, anh ta dùng dây rồi các bạn ơi. Cái độ cao này kinh khủng lắm nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái độ cao kinh khủng nha. Cái đầu dừa vô đó cái đi, còn cây dừa mới ngã ngoài được. Đó, cái độ cao nhìn các bạn nhìn thấy cái độ cao kinh khủng luôn các bạn ơi. Cây dừa nó cao quặt luôn kìa.
Cây dừa nó cà quạt luôn các bạn. Đó, anh ta bước nội, anh ta bước còn khá không, cây dừa nó cà quạt luôn kìa. Cây dừa cái ngọn nó rất là ốm luôn nha các bạn, bởi vì anh ta sợ giông gió đâu này kia đó. Ta mới mướn anh thợ cắt bỏ dừa các bạn. Anh ta đang mở miệng đây các bạn. Ê. Ôi ôi. Dữ dằn luôn các bạn ơi. Đó, còn thêm một cọng dây nữa anh ta cho cái cây dừa nó ngã ra ngoài luôn hay gì đó các bạn ơi. Chắc độ gì. Đó, anh ta gắt tuột xuống, anh ta hạ gốc rồi các bạn. Cây dừa các bạn thấy cái độ cao kinh khủng không, mà anh ta đi cái dừa nó cà quạt luôn kìa. Phan cho tuột xuống tới gốc rồi đó. Đó, giờ anh ta chắc tuột xuống cái gì đó các bạn. Hồi giờ để mình sang mấy anh kia mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đó các bạn, giờ anh ta đứng ở chỗ đó anh ta cưa đó các bạn. Đó, giờ anh ta đang cắt đây các bạn ơi, cắt cái ngọn cây cho nó ngã đó. Ê ê, ngã đó. Ui ui. Rồi đã xong một cây dừa các bạn ơi. Còn một khúc nữa các bạn. Anh ta cọt dây vô đó, anh ta xuống góc cắt cho kéo ra ngoài đường này luôn nha các bạn. Không cho ông chủ nhà ta dễ dọn các bạn. Đó giờ anh ta đứng ở đó anh ta cắt các bạn. Anh ta đổi cái máy lớn hơn chút xíu các bạn ơi. Là cắt cho nó ngã ra ngoài mé này kia luôn các bạn, mình vô trong mé trong này mình đứng để quay rõ cho các bạn xem. Rồi đã xong một cây dừa các bạn, để coi anh có cắt gốc không nha. Nó còn một khúc gốc đó nữa anh sẽ cắt cái đó luôn hết vậy đó các bạn.
cắt vòng tròn nhưng người ta không có mở miệng nha các bạn. Đó, đứt rồi đó các bạn ơi. Thôi để anh thợ này vô xô cây đó xuống cho nó ngã nha các bạn. Mạnh nha. Ý. Rồi đã xong cây dừa các bạn ơi. Rồi để anh ta ra ngoài cắt lóng lóng luôn nha. Bởi vì xe cộ chạy qua cũng lai gai các bạn ơi. Chắc là phải cẩn thận mới được để xe cộ nó chạy qua cho nó an toàn các bạn. Bây giờ mình tạm biệt các bạn video này nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.